Xin chào các bạn, nếu như các bạn là một người đam mê âm nhạc và muốn sở hữu cho mình một chiếc loa Bluetooth và nó chất cả về hình thức lẫn âm thanh thì ok, ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một chiếc loa có tên là MB1 đến từ nhà sản xuất Ariang. Và trong clip này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách dùng này, những cái tính năng nổi bật của chiếc loa MB1 này. Ok, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Và bên cạnh mình đang là chiếc loa Ariang MB1 và bộ phụ kiện của chiếc loa này bao gồm thứ nhất đó là phần loa. Đó, như các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Thứ hai, chúng ta sẽ có cho mình là một chiếc micro dùng để hát karaoke. Đó. Và thứ ba là chúng ta sẽ có một dây nguồn để giúp các bạn có thể sạc chiếc loa này. Các bạn có thấy được cái bộ dây nguồn này đó là cổng DC 15V dùng để chúng ta cấp nguồn cũng như là sạc đầy pin cho chiếc loa này. Và thời gian hoạt động của chiếc loa này có thể lên tới khoảng tầm gần 8 tiếng đồng hồ. Rất là lâu đúng không nào? Còn về phần chiếc mic thu âm thì như các bạn có nhìn thấy đây, bộ phụ kiện của chúng ta là chỉ có bao gồm mic thu âm nhá, chứ chưa bao gồm cái phần chân đế này đâu. Mà nếu như các bạn muốn có nhu cầu mua cái phần chân đế này thì có thể comment ở phần phía bên dưới để bên mình có thể biết được. Chiếc mic này thì nó sử dụng nguồn pin ở phần thân này, pin 2A. Chúng ta chỉ cần lắp pin vào đây và bật lên sử dụng thôi. Nó tự động kết nối với chiếc loa Ariang này. Đó. Như các bạn có thể nhìn thấy thì vỏ bề ngoài của nó được thiết kế rất là thời trang đúng không nào? Phần bề mặt và vỏ của nó được làm bằng nhựa cao cấp, được tráng bằng một lớp mạ gỗ. Đó, như các bạn có thể nhìn ở đây, rất là bóng và rất là thời trang. Còn bề mặt trước này thì nó là phần bảo vệ phần mặt loa, thì nó làm bằng kim loại, rất là chắc chắn. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Và công suất của chiếc loa này là 40W, cho nên các bạn có thể sử dụng trong trường hợp nếu như chúng ta dùng trong các buổi party này hoặc là những cái buổi dã ngoại thì đây là một chiếc loa nó vô cùng phù hợp. Và khối lượng của nó, đây thì cũng là một điều mình hơi tiếc một chút bởi vì là nó hơi nặng so với các bạn nữ. Nhưng mà không sao, nó chỉ nặng khoảng tầm gần 10kg thôi, cho nên là các bạn có thể xách thoải mái bằng cách nó có một cái quai xách bên hông này. Đó, chúng ta có thể xách được. Xách cả bên hông, nhưng mà thân loa thì nó là thẳng đứng như này nhá. Một số những cái điểm đặc biệt của chiếc loa này. Đầu tiên là nó có thể kết nối Bluetooth với điện thoại smartphone này. Thứ hai là chúng ta sẽ có thêm mic ngoài để hát karaoke này. Thứ ba là nếu như các bạn là người đam mê âm nhạc và biết chơi nhạc cụ, ví dụ như là guitar chẳng hạn này, thì chúng ta có thể có rắc cắm guitar ở phần phía trên bề mặt loa ở đây. Ok, các bạn có thể để ý phần bề mặt trước của chiếc loa MB1 này nó có một số những đặc điểm nổi bật như sau. Đầu tiên đó chính là jack 6.3. Ở đây chúng ta có hai jack 6.3. Một jack để giúp các bạn có thể cài thêm một chiếc mic có dây nữa. Nếu như các bạn muốn hát song ca thì chúng ta bắt buộc phải có thêm một chiếc mic này. Ở đây thì các bạn ví dụ như là có thể chơi được nhạc cụ là guitar chẳng hạn này, thì chúng ta có thêm một cổng để cắm thêm jack của guitar. Nút nguồn bật tắt ở đây. Đó. Chúng ta sẽ bật tắt như sau. Đó. Đơn giản đúng không nào? Rồi tiếp đến thì ở đây chúng ta sẽ có đôi 4-5 núm xoay tất cả. Và mỗi núm xoay này nó có tác dụng khác nhau. Ví dụ như là núm xoay đầu tiên ở đây, đó chính là núm điều chỉnh cái phần volume âm lượng của mic. Đó. Tiếp theo thì ở phần này thì nó là điều chỉnh một số những cái hiệu ứng âm thanh của micro. Ví dụ như là echo này, volume này, chép này, bass này. Đó, các bạn có thể điều chỉnh xoay những cái thông số, những cái núm xoay ở đây sao cho âm thanh nó được ưng ý nhất theo nhu cầu của chúng ta. Rồi tiếp đến ở đây thì chúng ta sẽ có một cổng DC 15V. Các bạn có thể sạc ở đây và nó sẽ hiển thị bóng báo ở trên này cho chúng ta. Nếu mà khi chúng ta sạc thì ở đây sẽ bóng báo đỏ và khi sạc đầy thì nó sẽ báo xanh. Ở đây này, các bạn có thể nhìn thấy này. Và thời gian sạc của chúng ta sẽ rơi vào khoảng tầm 3 tiếng đồng hồ thôi. Nhưng mà các bạn có thể sử dụng liên tục trong khoảng tầm 8 tiếng đồng hồ. Rất là lâu đúng không nào? Tiếp đến thì chúng ta sẽ có hai cổng in ở đây, một cổng in, một cổng out, jack 3.5. Ví dụ như là các bạn muốn lấy âm thanh từ bàn mixer chẳng hạn, hoặc là lấy âm thanh từ một chiếc máy tính, hoặc chiếc điện thoại có jack 3.5 thì chúng ta có thể lấy âm thanh từ đây. Và out ra, chúng ta out ra nhiều cái thiết bị khác nhau nữa. Đó. Rồi, một lúm xoay to nhất ở đây, đó chính là lúm xoay điều chỉnh volume tổng. Đó. Các bạn muốn âm thanh to nhỏ thì chúng ta sử dụng ở đây. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có một cổng USB để các bạn có thể lấy âm thanh từ USB. Ở bên này thì là một màn hình OLED thì để hiển thị một số những cái thông số cơ bản của chiếc mic này. Một jack cắm cổng micro SD để chúng ta có thể đọc được thẻ nhớ micro. Ở đây thì có một giải
phím bấm. Với giải phím bấm này nó có những cái chức năng riêng biệt khác nhau. Ví dụ như là các bạn muốn sử dụng Bluetooth, đây ví dụ như là mình ấn Bluetooth đây thì nó sẽ hiển thị Bluetooth ở đây. Còn nếu không thì chúng ta muốn dùng cổng AUX, nó là chính là cổng này này, đó, cổng line-in này, đó. Thì tùy vào mục đích của chúng ta sử dụng như thế nào thì thông thường mình hay sử dụng Bluetooth bởi vì nó không phải dây dợ lằng nhằng gì, thì nó sẽ hiển thị ở đây. Đó, các bạn có thể thấy được. Thế đến thì ở đây là một số những cái phím bấm cơ bản để cho chúng ta có thể sử dụng, ví dụ next bài hoặc là tạm dừng. Ở đây thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một nút nó vô cùng đặc biệt ở chiếc loa này, đó chính là nút repeat. Nếu như các bạn muốn nghe một bài hát nào đó mà nó muốn lặp đi lặp lại nhiều lần thì chúng ta sẽ ấn nút repeat này. Đó. Ok, sơ qua những cái phím bấm, một số những cái thông số cơ bản của chiếc loa là như vậy. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn về cái phần chất lượng âm thanh của chiếc loa Bluetooth MB1 này nha. Ok, và cách dùng chiếc loa Ariang MB1 này nó cực kỳ đơn giản. Ngay kể cả các bạn nữ không rành về công nghệ chúng ta đều có thể sử dụng được. Đầu tiên thì trên phần thân loa các bạn bật công tắc on lên. Sau đó ở trên Bluetooth của chúng ta, trên điện thoại smartphone của chúng ta thì các bạn sẽ vào phần Bluetooth và kéo xuống dưới. Chúng ta tìm đến thiết bị có tên là Ariang và chúng ta ấn kết nối, đơn giản thôi. Như vậy là xong. Rồi, tiếp đến thì nếu như các bạn muốn hát karaoke hoặc là muốn nghe nhạc hay là làm bất kỳ một cái gì đó thì chúng ta sẽ vào những cái app mà nó phát nhạc này. Ví dụ ở đây là YouTube chẳng hạn. Mình sẽ test thử chất lượng âm thanh của chiếc loa này để các bạn có thể thấy được. Ok, chúng ta cùng test thử đoạn nhạc này nha. Alo. Và đây nếu như các bạn muốn hát karaoke thì chúng ta có thể kết nối mic như thế này và bật karaoke thôi là chúng ta có thể sử dụng được ngay. Và đó là chất lượng âm thanh của bộ mic, mình xin lỗi, đó là chất lượng âm thanh của bộ loa MB1 Ariang. Và để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là đặt mua sản phẩm loa Bluetooth Ariang MB1 này thì các bạn có thể click vào đường link phía bên dưới clip hoặc gọi điện trực tiếp tới số hotline bán hàng của chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Theo dõi nhiều hơn các clip bằng cách nhấn nút subscribe bên dưới các bạn nhé.